Bây giờ hai vợ chồng Kim đi hai đôi bẹt, đi lên chỗ mà cái camping plat đó mọi người, để mình nhìn nhìn thử xem. Bây giờ xem internet thì thấy nó mở cửa, nhưng mà không biết là thực sự nó có mở cửa hay không, mà gọi điện thì không ai cầm máy, cho nên bây giờ mình lên tại chỗ luôn, ở chỗ cái camping plat để mình coi luôn. Nó nằm ở gần bờ sông mọi người đó, nên là mình lên mình coi thử, nếu mà được đó, thì coi như là mình sẽ đăng ký. Không liên lạc được với internet mọi người, mình sẽ đăng ký mà tuần sau nếu có nắng thì là mình sẽ đăng ký mình đi cắm trại đó mọi người. Đây là cái thành phố Hai Đề Bẹt, đây là centrum mọi người đó. Phía trước của mình đó là cái phố cổ của Hai Đình Bẹt, phía trước đó. Ở đây là những cái ngôi nhà cổ rất là xưa mà đẹp mọi người. Rồi mình đi xuống cái con đường này á, là nó sẽ vòng qua núi, và một bên là núi một bên là sông, nằm giữa thành phố luôn mọi người, đẹp lắm. Giờ xin mọi người hãy theo chân mình nhé. Hôm mùa đông Kim có đến đây một lần, đó là ngày hôm mùa đông, nhưng cách đây cũng 2 tháng rồi, mà lúc đó trời nắng đẹp đó mọi người, thì Kim cũng đi đến đây nhưng mà lạnh lắm. Vô Aso Europa Center đấy, Impact Restaurant hả? Impact ist Zeitarbeit Firma. À, firma, ok. Here là Bismarck Plus. Bây giờ có những cái quán cà phê họ mở cửa đó, người ta ngồi ở ngoài vỉa hè uống uống cà phê rồi đó mọi người. Hai đêm bẹt là ba đồng rút đồng bẹt hả anh? Mannheim Baden-Württemberg. Hai đêm bẹt ao cái đó. Ist. Đó bây giờ mình đi. Alles gut. Wir sind ja nur Glücksgriff, wir sind nur Grenze. Mọi người nhìn xem phía bên kia triền núi mọi người, đó là nhà nó nằm bên trên núi rất là đẹp mọi người. Nhà xây kiểu một kiểu với nhau hết. Hemingway ở đây, cà phê Hemingway luôn. Cà phê Hemingway là ở lúc phía sau gần nhà mình cũng có đó mọi người. Bây giờ mình đi thẳng con đường này, là bên tay trái của mình là dòng sông Neckar, còn bên tay phải của mình là những cái ngôi nhà khách sạn và những cái quán cà phê, những cái nhà hàng nằm dọc theo bờ sông. Ở cái thành phố này là một cái thành phố du lịch. Thường thường là mùa hè có rất là nhiều khách đến đây du lịch, đa phần là khách China mọi người nha. Jetzt sind da wieder mehr Touristen da, Đa phần là khách China đến đây là đi đi du lịch, và cũng có rất là aber schön, nhiều. jetzt jetzt wieder Ufer alles, guck mal. Dạ. Ein schön Schiffssitzer. Có cái nhà hàng ở trên tàu bây giờ nó họ cũng 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 sắp sửa cũng Wie mở schön. cửa luôn mọi Oh, người mein đó. Restaurant. Đây. Mở trễ rồi. Deutsch. Ja, siehst du. Dạ, không biết lên camera đó. Ở bên tay trái của Kim nó có một cái nhà hàng ở trên tàu đó mọi người, hôm nay nó cũng mở cửa treo đèn kết hoa rồi đón khách rồi vui vẻ lắm mọi người. Nhưng mặc dầu hôm nay là trời âm u mưa, nhưng mà trên đường phố vẫn rất là đông người đi, vì trước tới giờ đóng cửa, hôm nay được phép mở cửa rồi, cho nên là người ta Còn ở phía bên tay phải mình là cái slot đó mọi người. Cái slot này rất là dài, rộng và đẹp, mà mặt sau của nó là nằm giáp với lại bờ sông. Mặt trước của nó là nằm giáp ở trong phố mọi người, rất là rộng lớn luôn. Nếu có dịp Kim vô trong này sẽ quay cho mọi người xem nha. Đó. Thì phía bên trước mặt chúng ta là một cái cây cầu, nó bắt nối liền từ bên này qua bên kia, từ phố Centrum. Đó. Altstadt. Dạ, qua bên cái phía bên kia là cũng là thành thuộc về thành phố cổ luôn mọi người. Thường là khách du lịch họ đến đây là ai cũng lên cái cầu này chụp hình hết á. Dạ. Rất là thú vị. Dạ. In Adria, see the Palma. Gar nichts jetzt wieder. Ở trên cầu bây giờ trời mưa mà người ta cũng vẫn Full đứng mit đó. Leute. Bây giờ như là đóng cửa lâu ngày rồi, bây giờ mở cửa người ta cũng khoái mọi người, người ta đi ngoài đường rất là đông. Mà trời mưa như vậy mà đứng ở trên cầu, người ta đi dạo đó mọi người. Ở đây cảnh rất là phong cảnh rất là đẹp, rất là hữu tình, lãng mạn, rất là tốt cho những cặp tình nhân mà như là mới cưới nhau đi hưởng từng trăng mật đến cái thành phố này thì rất là tuyệt vời.
phía bên tay trái cái bờ sông rất là đẹp mọi người ơi. Ở đây nó có một cái chỗ nó ngăn nước và nó xả nước để nó điều hòa mực nước đó. Chắc xa quá là các bạn không có nhìn thấy, Kim sẽ chạy tới gần. Và những cái nhà ở bên kia triền núi, từ từ lên cao trên triền núi, những cái nhà người ta ở đó, nó thẳng ra là cái thành phố này rất là đắt tiền mọi người nha. Mà người ta mà lên trên cái triền núi đó mà ta mua nhà, người ta xây villa biệt thự trên đó người ta ở thì thuộc là dạng dân giàu có, chứ dân nghèo của mình thì không có lên trên đó được đâu mọi người ơi. Ở đây mình đến cái chỗ Camping Plat rồi mọi người. Mình có hỏi người ta rồi. Đó, bây giờ mình thí dụ như mình vô đây á thì mình có test corona. Đó. Rồi thì mình ở trong này thì một ngày thế là 24 tiếng đồng hồ phi in san six tuần nên vì phi xe hạt giác mit auto und cell. Mit Strom. Mit Strom. Mit 25 euro. À, so mình cần điện nè, điện Strom Anschluss nè, mình cần cái plat để mình cắm trại á mọi người, thì mình sẽ trả là 29 đồng trong một ngày một đêm đó. Các bạn nhìn thấy trên triền núi đẹp ghê chưa đó, và cái dòng sông ở đây mình đứng ở trên này. Ở dưới nó đẹp, nó có những cái camping va và người ta đang cắm trại ở đây đó người. Và hôm nay thời tiết nó không được đẹp đó, quá đẹp á, thích ghê. Thôi được rồi, ví dụ như là mình ở gần đây thì nhà Kim chạy tới đây thì cũng không xa lắm, khoảng chừng 30 phút lái xe mọi người. Nhưng mà cái khu vực Heidelberg Camping này á, là nó rất là đẹp. Tại vì nó nằm ở thành phố du lịch là nhờ có cái bờ sông này. Và bên kia là những cái ngôi nhà nằm trên triền núi rất là đẹp, rất là sang. Cho nên người ta đến đây để người ta cắm trại. Đây là mọi người nhìn thấy những cái camping wagon đó. Những cái xe cắm trại đó, người ta làm cái máy ra để người ta để bàn ghế ngồi uống nước hay là uống cà phê, đại khái là như vậy đó. Thì Kim sẽ làm gần cho mọi người xem đó, gần ngoài cận cảnh cho mọi người xem nó là như vậy đó. Đó là họ đến đây họ mang theo xe đạp đó, gia đình con cái của họ đạp xe đi vòng vòng. Họ ở đây vài ngày xong là họ lại đi chỗ khác, họ lại đi về đó. Ở đây cũng có những cái người người ta đạp xe đạp người ta đến. Anh Sáu Thăng Rang hello. Đây mọi người, thì mình đi xuống á, dưới này là dài, xuống dưới kia cũng có cắm trại ngay trên bờ sông luôn nha mọi người nhé. Ở đây đi xuống dưới có hai vợ chồng mới đạp xe vô, người ta cũng đi cắm trại đó mọi người. Đó thì Kim hỏi đâu đó đàng hoàng rồi, có những lúc mình không thể liên lạc được trên internet, người ta không có cầm máy mọi người đó, cho nên mình phải đi tận đến đây mình book. Còn bình thường những cái người ta ở xa ta đâu có đi đến được đâu mọi người, tại vì giờ corona cũng mới mở cửa ra, cũng chưa có mới mở cửa cũng chưa có rộng rãi lắm đó. Với lại thời tiết nữa, phần thời tiết nó cũng chưa có đẹp lắm đó. Đây là mọi người, dạ cái con đường này là thẳng thẳng tuốt ở đằng kia luôn, cũng là Camping Plat luôn đó mọi người. Mọi người nhìn thấy cảnh rất là đẹp đó, thích ghê chưa. Đó là những cái ngôi nhà trên triền núi đó, Kim quay cận cảnh cho mọi người thấy luôn á. Only one, the only one camping plat ở Heidelberg. Là chỉ có một cái camping plat này ở Heidelberg thôi nha mọi người nha. Heißt im Grund. Ist es hier.
Am Grund, ở gì? Stadtteil im Grund. Im Grund, ja. Ist da drüber, im andere Grund. Stadtteil ist Grüne Hagen. Ah, okay. Aber hier ist im Grund. Im Grund. Nó có automat cigarette nữa nè mọi người. Đó, ở đây gần cái trạm xe buýt luôn. Trạm xe buýt dừng lại đây là vô camping lạt luôn đó mọi người. Đó, thì cũng quá tiện luôn. Còn cái này nó có Unterführung đi qua băng, đi xuống như này, đi xuống như cái đường này là băng qua cái con đường phía bên kia. Dạ, đó, băng qua con đường phía bên kia. Núi rừng đẹp ghê luôn, trời ơi, sao tôi mê chết luôn. Mấy cái chỗ này mình mê dữ lắm mọi người ơi. Cái hobby của mình là cắm trại, camping, fishing, swimming là cái hobby của mình đó mọi người. Hoa hồng đẹp ghê chưa. Ôi giời ơi, tưng bừng luôn á, rực rỡ luôn mọi người, đẹp quá. Hoa nở đẹp mà thơm bát ngát luôn mọi người ơi. Bây giờ mưa xuống rồi nó thơm, thơm dễ soạn luôn mọi người. Đó, đẹp ghê. Thì cái video mình bữa nay mình cũng xin dừng tại đây. Kim xin chúc cho các bạn một ngày thật là vui vẻ, thoải mái, khỏe mạnh và hạnh phúc nha. Anh Sáu Phan Rang, bye bye đi. Bye bye. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Nhưng mà hôm nay trời mưa nó mù mù, thành ra nó cũng không được đẹp lắm mọi người ơi. Đó, mù mù Kim xin lỗi nha. Thì mai mốt Kim cắm trại ở đây thì Kim sẽ quay cho mọi người thấy cảnh mà. Tại vì trời nắng lên Kim mới đi. Đó. Kim xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại nha. Bye bye.